chúng ta phải làm gì để đòi lại công bằng, công lý cho vai ta? Để đòi lại công bằng và công lý cho vai ta, có thể có những cách thực hiện như sau. Một, tăng cường quảng bá. Để tăng cường quảng bá cho vai ta, chúng ta có thể sử dụng các kênh truyền thông xã hội như Twitter, Facebook, LinkedIn và Instagram để chia sẻ thông tin về vai ta và những hoạt động của mạng xã hội này. Hai, tham gia và đóng góp. Chúng ta có thể tham gia và đóng góp vào những hoạt động của VISA, bao gồm việc tài trợ cho các chương trình đào tạo và phát triển nhân quyền trên toàn thế giới, hoặc tình nguyện trong các hoạt động mà VISA tổ chức. Ba, tạo ra các liên kết hợp tác. Chúng ta có thể tạo ra các liên kết hợp tác với các tổ chức và cá nhân khác nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững và bảo vệ quyền lợi con người trên toàn thế giới. 4. Phản đối hành động bất công. Nếu VISA gặp phải những hành động bất công hoặc bị cản trở trong việc thực hiện sứ mệnh của mình, chúng ta có thể đưa ra các phản đối và thể hiện sự ủng hộ cho VISA. 5. Tìm kiếm sự hỗ trợ từ cộng đồng. Chúng ta có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ cộng đồng, bao gồm các nhà hoạt động nhân quyền, các nhà hoạt động xã hội và các chuyên gia trong các lĩnh vực như công nghệ, luật pháp và kinh doanh, để đảm bảo rằng VISA sẽ tiếp tục phát triển và đóng góp cho sự phát triển bền vững và bảo vệ quyền lợi con người trên toàn thế giới.